1.841 lượt đại biểu phát biểu tại tổ, 508 lượt phát biểu thảo luận, 26 lượt tranh luận, 149 lượt đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 22 lượt tranh luận, biểu quyết thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, thảo luận 8 dự án luật và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, khoa học và trách nhiệm. Thưa quý vị, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, chiều qua 15 tháng 11, Quốc hội đã kết thúc tốt đẹp kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15. Sau đây mời quý khán giả cùng chúng tôi nhìn lại thành công của kỳ họp thứ tư qua phần trình bày của biên tập viên Trung Hiếu. Xin mời anh. Xin cảm ơn chị Khánh Thư và anh Tiến Tú. Thưa quý vị, nhìn lại nghị trường Quốc hội trong 21 ngày qua, có thể nói thành công của kỳ họp được khẳng định từ việc đưa ra những quyết sách phù hợp, chủ động và giám sát có hiệu quả, chất vấn nhiều vấn đề mang tính thời sự được cử tri, nhân dân cả nước quan tâm. Những con số trên cùng chất lượng thảo luận, chất vấn đã cho thấy trong hoạt động của chính phủ, dân chủ được mở rộng và rõ nét hơn. Qua 26 phiên thảo luận của Quốc hội phản ánh ý kiến của đông đảo cử tri, đại biểu ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, hoạt động hiệu quả của Quốc hội và điều hành quyết liệt của chính phủ. Việt Nam lại một lần nữa nổi lên, trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời tăng trưởng kinh tế thế giới. Những thành công có được không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự kiên định chủ trương ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, không chạy theo mục tiêu tăng trưởng nóng, sự điều hành linh hoạt kết hợp một cách uyển chuyển giữa chính sách tài khóa và tiền tệ của chính phủ, phản ứng nhanh nhạy, kịp thời thích ứng với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế, và sự vào cuộc quyết liệt, nhanh chóng, hỗ trợ kịp thời, đồng hành của Quốc hội. Cũng từ ý kiến của các đại biểu, nhiều vấn đề nóng với thực trạng tồn tại của bức tranh kinh tế xã hội đất nước cũng nổi rõ. Rất nguy hiểm là cả y tế về điều trị và cung ứng, tức là cả ba chân kiềm của ngành y tế thì đều đang phải đối diện với rất nhiều vấn đề. Chúng ta đã có những chính sách về xã hội hóa, về tự chủ bệnh viện, nhưng mà phải nói là các bệnh viện hiện nay rất khó để có thể tự chủ. Trong trường hợp đối với xăng dầu, tại sao doanh nghiệp người ta nói rằng là càng nhập càng bán thì càng lỗ? Lối tư duy nhiệm kỳ là một trong những nguyên nhân dẫn đến lãng phí đất đai rất lớn. Qua giám sát, bên cạnh rất nhiều địa phương đang tích cực thu hồi những diện tích đất hoang hóa, thì vẫn còn những địa phương cứ sau mỗi một nhiệm kỳ thì số lượng các dự án treo lại tăng thêm. Đằng sau những lãng phí hữu hình ấy là những lãng phí vô hình với sức tàn phá lớn hơn nhiều. Nó không chỉ làm mất đi cơ hội phát triển mà còn làm nghèo đất nước, làm lãng phí những nguồn lực quý giá của quốc gia. Có cán bộ tâm sự rằng thà đứng trước hội đồng kỷ luật còn hơn đứng trước hội đồng xét xử. Phát biểu dân chủ, chân thành và thẳng thắn, các đại biểu đã mang tiếng nói và kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh vào nghị trường một cách thiết thực, sinh động và kịp thời. Từ đó, nhiều giải pháp đã được đề xuất để tháo gỡ vướng mắc bất cập. Việt Nam GDP tăng thì thế giới lại giảm. Khi thế giới tăng thì Việt Nam lại thấp. Việt Nam có nền kinh tế rất mở, nhưng ta lại ngược độ tăng trưởng GDP với thế giới. Nếu chúng ta xác định đi một mình để đi nhanh, thì cũng cần phân tích, rút ra kinh nghiệm để chỉ đạo, điều hành, bảo đảm tăng trưởng cao nhưng bền vững. Giáo viên, trong đó chủ yếu là giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông, rời khỏi khu vực công, thì đây có phải là vấn đề đặt ra. Tôi cho rằng cần phải có một cái đánh giá thực chất thì chúng ta mới có cái giải pháp một cách phù hợp. Công khai sẽ được xem là giải pháp của mọi giải pháp, và nó sẽ rất hữu hiệu để khắc phục tình trạng đi đêm trong đấu thầu vừa qua. Các ý kiến phản ánh trên nghị trường đã thể hiện hoạt động của Quốc hội ngày càng dân chủ hơn, phát biểu chân thành và thẳng thắn hơn. Tiếng nói và kiến nghị của nhân dân được đưa vào Quốc hội ngày càng nhiều hơn. Vấn đề nóng thì thấy rất rõ chẳng này. Có người nói đi thì có người nói lại. Có vấn đề cọ sát nhau với ý kiến làm cho tức như vậy mặt được mặt chưa được. Thành ra người dân người ta thấy được toàn cảnh đất nước mình, không chỉ thấy những thuận lợi mà thấy cả khó khăn. Ngược lại không phải chỉ thấy khó khăn mà thấy cả thuận lợi và thời cơ. Đấy là cái mà tôi cho rằng tốt nhất. Sửa đổi luật đất đai thì nó có nhiều nội dung, nhưng mà trong đó nội dung cơ bản là trong thực hiện quy hoạch đền bù giải tỏa.
Thì đây là một cái điểm mà rất quan trọng, có nghĩa là làm sao đảm bảo cái cuộc sống của người dân khi giải tỏa rồi đền bù đi nơi khác phải có cuộc sống từ bằng đến cao hơn. Đây là dân rất phấn khởi cái này. Chúng tôi thấy đánh giá rất là cao và mong muốn cái những ý kiến trong cuộc họp sẽ đi vào hiện thực để người dân được hưởng nhiều cái quyền lợi và hạnh phúc nhất. Dành 2,5 ngày chất vấn về 4 lĩnh vực xây dựng, nội vụ, thông tin truyền thông và thanh tra, hoạt động chất vấn của Quốc hội tiếp tục đổi mới, thực chất và sôi động bởi sự nghiêm túc, dân chủ, trí tuệ, sôi nổi trên tinh thần xây dựng và trách nhiệm cao của đại biểu và Thủ tướng Chính phủ, 4 trên 4 Phó Thủ tướng Chính phủ, 4 vị trưởng ngành và 7 vị bộ trưởng. Chất vấn qua đó cũng thể hiện tính dân chủ mở rộng và rõ nét. Một phút hỏi. Vấn đề được đại biểu đưa ra ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vào chủ đề chất vấn. Cùng với đó, tranh luận thẳng thắn, mang tính chất xây dựng, trách nhiệm cao. 3 phút trả lời với một vấn đề chất vấn, các thành viên chính phủ nghiêm túc, thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn tồn tại hạn chế của ngành, lĩnh vực, đưa ra được các giải pháp thiết thực, hiệu quả và cam kết khắc phục những tồn tại. Những thông điệp mạnh mẽ nhất đã được gửi đi từ những người đứng đầu chính phủ. Chính phủ, các bộ ngành địa phương sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, kiên quyết giảm các khoản chi không cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên cho cải cách tiền lương, đầu tư các công trình hạ tầng trọng điểm, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Thủ tướng khẳng định chính phủ luôn lắng nghe đại biểu Quốc hội, cử tri của cả nước và nỗ lực hết sức trong quá trình chỉ đạo thực hiện các chủ trương và quyết sách của Đảng và Quốc hội. Các đồng chí từ Thủ tướng cho đến các Bộ trưởng phải trả lời là rất là thẳng thắn và trả lời rất rõ ràng, đúng vào những cái trọng tâm mà các đại biểu Quốc hội đã thay mặt dân gửi gắm trong cái phát biểu của mình. Mong rằng là các vị Bộ trưởng, Tổng Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành có liên quan phải hết sức là quyết liệt để thực hiện cái lời hứa của mình, cũng như là để cho các cái lĩnh vực thuộc ngành, thuộc lĩnh vực mà mình phụ trách nó đạt được cái hiệu quả. Việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 tập trung vào khu vực công trên địa bàn cả nước đã tiết kiệm kinh phí ngân sách, vốn nhà nước hơn 350.000 tỷ đồng. Song hành với kết quả to lớn của cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, công tác này đã góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, tài chính, ngân sách. Đồng thời huy động sự quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, vật lực, tài lực, bảo đảm quốc phòng an ninh, đối ngoại, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội của đất nước. Đây thực sự là kết quả đáng ghi nhận trong công tác giám sát tối cao, một trong 3 chức năng quan trọng của Quốc hội. Báo cáo giám sát của Quốc hội cho thấy, trong một số trường hợp, thất thoát, lãng phí là rất lớn, nghiêm trọng, làm mất đi cơ hội phát triển. 1.000 trường hợp đã đưa ra xét xử, có nhiều dự án đầu tư công sai phạm, phải xử lý hình sự, gây thất thoát, lãng phí gần 32.000 tỷ đồng. Chuyên đề giám sát này nó sẽ giống như là một liều thuốc kháng sinh cực mạnh, đặc trị để chúng ta xử lý dứt điểm. Mà để xử lý việc này thì chúng ta phải chỉ rõ được trách nhiệm của ai, của cá nhân nào, của tổ chức nào. Đợt này là Quốc hội quan tâm tới phòng chống tiết kiệm, phòng chống lãng phí là điều rất là lớn. Thì chính cái này thì đất nước và dân tộc mình mới giàu được. Chuyên đề giám sát tối cao thực hành tiết kiệm chống lãng phí có quy mô rộng lớn được tiến hành công phu, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây thực sự là cuộc tổng rà soát khá toàn diện trong phạm vi cả nước. Kết quả hoạt động giám sát bước đầu đã làm chuyển biến cả về nhận thức và trách nhiệm của các cấp các ngành. Qua đó, chính phủ, các bộ ngành, địa phương đã và đang tập trung rà soát tổng thể tình hình các thông tin số liệu có liên quan, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, đồng thời ban hành kế hoạch giải pháp để chấn chỉnh khắc phục ngay các tồn tại hạn chế theo kiến nghị của đoàn giám sát. Thưa quý vị, như vậy kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã khép lại kết quả tích cực trên 3 mặt công tác, lập pháp, giám sát tối cao và xem xét các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đồng thời quyết định các vấn đề quan trọng.
Nhiệm vụ trong thời gian tới như Chủ tịch Vương Đình Huệ nhấn mạnh trong phiên bế mạc kỳ họp là phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô trong mọi tình huống. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, tập trung giải quyết căn cơ, có kết quả cụ thể các yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, trong xử lý các tổ chức tín dụng, các dự án doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ. Việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, giáo dục và thiếu thuốc, trang bị, thiết bị, vật tư y tế. Đồng thời với đó là tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu, chung sức, đồng lòng, phát huy tinh thần tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phấn đấu hoàn thành cao nhất kế hoạch năm 2022 và 2023. Tạo tiền đề để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội cho cả giai đoạn 2021-2025 theo nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng.